bại 1-3 trên sân của Bayer ở vòng đấu cuối tuần vừa rồi đã là trận thua thứ hai liên tiếp của Leipzig tại giải vô địch quốc gia Đức. Kết quả này đã khiến họ bị đẩy xuống tận vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm sau 13 vòng đấu. Hiện tại, khoảng cách giữa thầy trò huấn viên Hesemas với top 4 cũng đã bị nới rộng lên thành 4 điểm. Trong bối cảnh đang gặp bất lợi như vậy, việc chỉ phải chạm trán đối thủ không quá mạnh như Union Berlin ở vòng đấu tới đây được xem như cơ hội để Leipzig tìm kiếm một kết quả khởi sắc hơn. Tuy nhiên cũng sẽ không dễ dàng để hoàn thành mục tiêu sau những gì mà họ đã thể hiện. Thêm nữa là ở trận đấu tới Leipzig cũng phải chơi trên sân khách nơi mà từ đầu mùa họ chưa biết đến chiến thắng. Đã thế ở phía đối diện thử thách của thầy trò huấn viên cũng không hề dễ chịu chút nào. Cần biết rằng ở hiện tại Union Berlin thậm chí còn đang có vị trí tốt hơn khi xếp trên hai bậc cùng khoảng cách 2 điểm. Về mặt phong độ, việc lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường châu lục đã khiến cho thầy trò huấn viên Fischer không thể giữ được sự ổn định về phong độ, nhất là giai đoạn thi đấu khá dày vừa rồi. Cụ thể như ở năm vòng đấu gần đây tại giải vô địch quốc gia Đức, họ cũng chỉ có được một chiến thắng còn lại toàn hòa và thua. Thế nhưng sự khác biệt mà Union Berlin tạo ra lúc này chính là việc họ đã chơi tốt hơn nhiều trên sân nhà. Cụ thể, khi đa phần những kết quả không tốt thời gian qua chủ yếu diễn ra trên sân khách còn tại sân nhà từ đầu mùa, đã chứng kiến thành tích thắng tới 4 và hòa 1 sau 6 trận. Như vậy có thể thấy thử thách cho Leipzig là rất khó khăn. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái chỉ xếp kèo chấp 1/2 cũng cho thấy đánh giá không cao cho họ. Khi mức chấp này không có gì nổi bật hay thậm chí còn thấp hơn so với những lần làm khách của Union Berlin thời gian trước đây. Và kết hợp tất cả các yếu tố trên, Union Berlin mới là cái tên để hy vọng. Trong một diễn biến khác, mặc dù những cuộc đụng độ trước đây thường chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi, thế nhưng ở lần tái đấu tới đây sẽ khó để điều đó tái diễn khi mà quãng thời gian vừa rồi đã chứng kiến phong độ thất thường của hàng công hai đội. Bên cạnh đó thì mức tài xỉu 2 1 phần 2 cũng không có gì đặc biệt, vậy nên mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn ở phương diện này. Trong khi đó tại giải hạng nhất Anh, tâm điểm chú ý của vòng đấu cuối tuần này chắc chắn sẽ là cuộc đọ sức giữa Fulham và Bournemouth. Hai đội bóng đang xếp cao nhất trên bảng xếp hạng, cụ thể ở vị trí dẫn đầu là Fulham với 43 điểm sau 20 trận, còn Bournemouth xếp sau với một điểm ít hơn. Điều đó có nghĩa là kết quả của cuộc đụng độ sắp tới có thể làm thay đổi vị trí của hai đội. Lúc này ngoài việc được đánh giá cao hơn nhờ thành tích đang có, Fulham cũng cho thấy những tín hiệu tích cực hơn về mặt phong độ. Cụ thể ở cả 9 vòng đấu gần đây, thầy trò huấn viên Marco Silva đã bất bại, trong đó còn giành tới 7 chiến thắng. Đã thế sắp tới họ còn được chơi trên sân nhà, nơi mà 6 trận gần đây đã chứng kiến tới 5 chiến thắng và một trận hòa. Trái lại bên kia chiến tuyến, Bournemouth đang khiến không ít người hâm mộ phải lo lắng khi đang trải qua chuỗi trận thi đấu hết sức bất ổn. Cụ thể năm vòng đấu gần đây, thầy trò huấn viên Scott Parker chỉ có được một chiến thắng còn lại đã để thua tới 2 và hòa 2. Đây cũng chính là lý do khiến họ bị qua mặt trên bảng xếp hạng và có vị trí như hiện tại. Ở trận đấu tới, với việc phải làm khách, khó khăn lại càng lớn hơn với Bournemouth, nhất là khi biết rằng ở hai chuyến xa nhà gần đây, họ cũng chỉ kiếm được một điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những đánh giá tích cực lại càng nhiều hơn cho đội chủ sân Craven Cottage ở trận đấu tới. Tuy nhiên cũng chưa hẳn đã hoàn toàn có thể tin tưởng vào họ bởi vẫn có sự xuất hiện một số yếu tố bất lợi. Cụ thể ở đây là diễn biến trên sàn giao dịch châu Á khi nhà cái đã xếp Fulham ở kèo chấp 1/2. So với những lần tiếp đón Bournemouth thời gian gần đây, mức chấp này không có gì nổi bật, thậm chí có phần thấp hơn. Chưa kể xét trong điều kiện đang có, nó cũng không thể hiện được vị thế của họ. Chính vì vậy mà đội khách mới đang được xem như cái tên đáng trông đợi hơn ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với phong độ bất ổn mà hàng công hai đội đã thể hiện thời gian vừa rồi, đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng cho trận đấu cũng không nhiều, chưa kể là tính chất quan trọng cũng khiến nó khó diễn ra cởi mở. Mặc dù vậy trên thị trường nhà cái đã đưa ra mức kèo không đến nỗi quá tệ là một phần 2, chưa kể là điểm ăn còn giữ thấp cho cửa tài, vậy nên vẫn có hy vọng kịch bản tương bừng ở cuộc đọ sức này.